hàng ngàn lễ sinh Bồ Đào Nha tham dự cuộc gặp gỡ hàng năm tại Fatima. Ngày 1 tháng 5 2023, Đền Thánh Đức Mẹ Fatima đã đón tiếp hàng ngàn người giúp lễ, hay còn được gọi là lễ sinh. Cuộc hành hương này hướng đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới và chỉ ra tầm quan trọng của việc giúp lễ như một thời điểm khám phá ơn gọi. Cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 27 của các lễ sinh tại Fatima có chủ đề là Hãy trỗi dậy và ra đi trong niềm vui, hướng đến chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023, Mẹ Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Cuộc gặp gỡ đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng tại trung tâm mục vụ Phaolô 6, trước khi thánh lễ được cử hành lúc 3 giờ 15 chiều tại Đền Thánh Chúa Ba Ngôi và kết thúc với cuộc kiệu thánh thể và phép lành. Niềm vui phục vụ bàn thờ. Đức cha José Cordero, Tổng giám mục Braga, Chủ tịch Ủy ban giám mục Bồ Đào Nha về phụng vụ và linh đạo, đã mời gọi hàng ngàn tham dự viên từ tất cả các giáo phận của Bồ Đào Nha hãy sống niềm vui trong việc phục vụ bàn thờ. Ngài nói, hỡi các lễ sinh, hãy vui mừng như mẹ Maria, chỉ một người giúp lễ hạnh phúc và vui vẻ mới có thể phục vụ tốt bàn thờ và các anh chị em. Giúp lễ là môi trường để lắng nghe và phân định ơn gọi. Nhắc lại tuần lễ cầu nguyện cho ơn gọi 2023, Đức cha Cordero khẳng định, nhóm giúp lễ trong mỗi cộng đoàn của các bạn có thể là một môi trường thuận lợi để lắng nghe, tìm kiếm và phân định ơn gọi. Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ, nhiều lần Thiên Chúa nói với chúng ta trong khi chúng ta phục vụ người trong phụng vụ, với tư cách là những người giúp lễ, để kêu gọi chúng ta sống với người trong niềm vui và người có thể kêu bạn làm linh mục hoặc theo đời sống tu trì trong hội dòng thánh hiến hay đến đời sống hôn nhân, xây dựng gia đình Kitô hữu hoặc ra đi truyền giáo để hân hoan mang tin mừng hy vọng là Chúa Kitô đến cho những người chưa được nghe nói về người. Và Ngài nói với các lễ sinh, Thiên Chúa kêu gọi các bạn một cách cá nhân để thực hiện một ơn gọi cụ thể, như mẹ Maria đã được mời gọi để sống trọn vẹn trong niềm vui. Gương mẫu của Thánh Francisco Mato. Ngài cũng nhắc đến Thánh Francisco Mato, một trong ba trẻ mục đồng được Đức Mẹ hiện ra, bổn mạng của lễ sinh Bồ Đào Nha, người được thúc đẩy bởi một ước muốn sâu xa là được an ủi trái tim của Chúa Giêsu, đã dành thời giờ để cầu nguyện trước nhà tạm trong nhà thờ giáo xứ Fatima, bởi vì như Ngài đã nói, Ngài muốn mang lại niềm vui cho một Thiên Chúa đã buồn vì những xúc phạm đến thánh tâm người.